À bây giờ mình viếng thăm cái vị trí này, đây gọi là kinh đô nơi ăn ở làm việc du học của tất cả 13 vua ngày xưa. Chúng ta qua nhà mình thăm quan lăng, đó là nơi chôn cất từng vị vua sau khi mất thôi. Còn khi còn sống tại vị trí Ngai Vàng thì 13 ông vua được ở trong khu vực này đây, có tên là kinh thành Huế. Thì kinh thành Huế này được xây dựng trong vòng 27 năm mới hoàn thành, từ năm 1805 hoàn thành năm 1833, gồm có 3 vòng thành đồng vào nhau. Vòng thành thứ nhất khi mình đi bộ vào ở phía ngoài có tên là kinh thành, tổng diện tích là 520 hecta, có tất cả 10 cửa ra vào, thì mình đã vào 110 cửa thành. Thì ngày xưa ở trong thành này không có nhà dân ở, chỉ có lính trạm quan lại ở trong khu vực này để bảo vệ kinh thành cho thôi. Nhưng tới ngày hôm nay dân chúng sống rất tấp nập ở trong khu vực này, nên khi mình đi bộ vào phải xe cổ để chúng ta vào được. Tiếp theo vòng thứ hai này có tên là Hoàng Thành hay còn gọi là Đài Nội. Thì vào vòng thứ hai diện tích thu nhỏ lại chỉ còn 37,5 hecta mà thôi, và có bốn cửa ra vào, đông tây nam bắc, một mặt có bốn cửa nhưng cửa chính ra vào trong này có tên là Ngò Môn. Ngò Môn này này có tất cả năm lối, lối giữa chỉ dành cho vua đi mà thôi, không được ai đi cái lối chính giữa này cả. Hai cửa hai bên dành cho quan văn và quan võ, tức là cửa này quan văn, cửa bên này quan võ. Hai cửa kế tiếp này dành cho lệnh trạng và người quan hầu. Thì bây giờ hiện nay thì cái lối đang không tu mới là bề bộ, nhưng mà để nó ra ngắm sau thì dự án nó rất là sân này có tên là sân Thiệt Lễ Đài Triều Nghi. Thì ngày mà con mình tham quan lăng á, là có cái sân châu đấy, cả có văn võ đấy, tức là khí sống luôn luôn có cả có văn võ đứng hai bên này để hầu hạ nhà vua làm việc ở trong. Và hai bên này có hai hàng tấm nhĩ này nhỏ này gọi là phẩm sơn. Phẩm sơn là tức là thứ từ chức vụ của các viên quan, họ sẽ đứng theo thứ từ bậc phẩm từ nhất phẩm tới cửu phẩm. Quân văn bên trái, quân võ bên phải, gọi là văn tạ thủ võ, châu vào tấm liền khi nhà vua làm việc là trong này. Tên của các vị là đứng đây. Dạ, đứng đây luôn. Hai bên này nhất phẩm cho đến tận nhị phẩm, gọi là gồm có là chín bậc. Con đây là nơi đứng ba con thò ngoài nhà vua đứng như thế này. Và bây giờ mình bước vào trong cái vòng thành này này. Đây cái tường thành phía sau lưng mình đây là cái vòng thành thứ ba, có tên là Tử Cấm Thành. Tức là chúng ta đã vào khỏi ba vòng thành vùng phía quân sự của nhà Nguyễn ngày xưa. Thứ nhất mình đi bộ vào có tên là Kinh Thành, thứ hai mình mua vé vào có tên là Hoàng Thành, và thứ ba đây có tên là Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành là tổng diện tích là 9 hecta, có rất nhiều công trình ở trong khu vực này, trên 100 công trình lớn nhỏ ở trong khu vực Tử Cấm Thành này. Nhưng rất tiếc bây giờ hầu hết công trình trong này đã bị tàn phá gần hết ở trong khu vực Tử Cấm Thành này. Nếu như còn lại trong này mình đi cả buổi cũng không hề ở trong khu vực này, nhưng bây giờ mình nhìn từ đây trở đối phía sau chỉ còn nên đất đá mà thôi. Và Tử Cấm Thành này tử có nghĩa không có nghĩa là chết, mà tử đây có nghĩa là tía, nơi lầu son gắn tía của nhà vua ở trong khu vực Tử Cấm Thành này. Cho nên đây là nơi sinh hoạt của hoàng gia, các con cái hoàng tử, hoàng nữ, các bà cung phi đều ở trong khu vực Tử Cấm Thành này. Cho nên ngày xưa ở trong khu vực này nhà vua nghiêm cấm không cho một người nam giới nào được tùy tiện bước chân vào trong này mà không có sự cho phép của nhà vua, bởi vì để an toàn cho các bà như nhà vua ở cho nghiêm cấm không được vào ở trong này đây. Nhưng duy nhất một loài nam giới đó là thái giám được nhà vua cho ở trong khu vực này lối tới. Công việc của họ làm gì? Trông coi quản lý các bà trong cung cho nhà vua. Và một công việc rất là quan trọng nữa đó là sắp xếp các bà ăn ngủ của nhà vua một buổi tối, ghi lại tên tuổi ngày giờ của từng bà nào vào sinh hoạt của nhà vua để thuận tiện cho việc theo dõi con cháu về sau. Cho nên ngày xưa các bà trong này cuộc sống của họ rất cô đơn và buồn tẻ. Ông nào cũng hàng chục hàng trăm bà. Ví dụ như người có đống vợ con nhất đó là ông vua thứ hai, ông Minh Mạng. Ông Minh Mạng thực ra tại bây giờ số cò vợ của ông không có tài liệu nào người ta thống kê chính xác, chỉ phóng chừng thôi tầm 400-500 bà vợ. Thì chúng ta thử nghĩ một số lượng vợ đông như vậy thì đến bao giờ mà tới lượt mình. Cho nên ngày xưa vua và vợ vua không bao giờ ở chung nhà cả, đêm nào ăn ngủ phải có lịch trước của thái giám. Cho nên ngày xưa các bà muốn gần gũi với nhà vua thì cũng phải gần gũi với thái giám để lo qua cả cho thái giám để đằng sau sắp sửa ăn ngủ nhiều hơn. Cho nên là chúng ta biết mang tiếng vợ vua như vậy, nhưng thực ra làm vợ vua không có sướng tí nào cả. Chúng ta thấy ngày hôm nay này chúng ta chung nhà này, chung phòng mà còn chung giường nữa, nhưng ngày xưa thì không. Ngày xưa là vua ở nhà trước, tức là đằng sau cái bức bình phong đó là nơi ở của vua. Tiếp theo là nơi ở của ba vợ chính của vua. Chỉ duy nhất ba vợ chính mà được ở ngay sau nhà của nhà vua, còn tất cả các bà còn lại gọi là cung tần mỹ nữ thì ở lục viện sáu cái nhà ở phía sau. Đằng sau nữa. Đất rất là rộng ở phía sau này, nhưng bây giờ sau đó chỉ còn nền đất đá mà thôi, không còn có nền nào được, tất cả nền như thế này. Còn trước mặt mình có cái cung rồng đó, thì ngày xưa cái khu vực đó là một cái điện.
cái điện đó tên là điện cân chắn. Nơi làm việc của nhà vua một tháng 4 ngày, mới lên làm việc ở điện chính một tháng 2 ngày. Đây như mình hiểu là làm việc từ cái cấp độ từ địa phương cho tới trung ương vậy. Và cái lễ này có tên là lễ thiết thương triều, và lễ này có tên là lễ thiết đại triều. 4 ngày, và đây là ngày 5, 10, 20 và 25. Tất cả lịch làm việc của nhà vua ngày xưa đều tính ngày âm lịch, không tính ngày dương như ngày hôm nay. Mới lên là mấy ngày 1 và ngày 15. Và đây cái điện đã bị cháy vào năm 1947, tức là hầu hết ở bên trong này đã bị cháy do chiến tranh. Bây giờ nên như mình thấy đây cung đồng đây á, là ấn triền của nhà vua ngày xưa. Thực ra đây là con dấu của nhà vua, sau này trung tâm mô phỏng rất lớn gấp ngang lần cái con dấu ngày xưa, rất là bé như thế này để cho du khách đến để biết được một trong những mô hình ấn triền của nhà vua ngày xưa. Bây giờ chúng có thể có hai cái vạc hai bên này, có tên là vạc đồng. Nhiều du khách đến đây nghĩ là vạc dầu để xử tử người có tội ngày xưa, nhưng thực chất hoàn toàn không phải. Đây là cái vạc đồng do ngày xưa chúa Nguyễn Hoàng Đức sau những lần đánh thắng chúa Trần ở ngoài Bắc đến bây giờ đã trên 400 năm tuổi và chỉ kỷ niệm của ông cha ta mà thôi. Và chúng ta biết rằng là bây giờ thì hiện nay ở Huế còn lại khoảng trên 10 cái vạc như thế này, nhưng đây là hai cái vạc lớn nhất, tiêu biểu nhất thời đó đã đúc được đặt ở đây để cho du khách biết được một trong những chiến lợi phẩm của ông cha ta ngày xưa và biết được tay nghề đúc đồng của người dân chúng ta thời bấy giờ. Thời bấy giờ mà được đúc được những cái này không phải điều đơn giản gì. Chúng ta thấy đây, thời đó tất cả đều thủ công thô sơ, không có hiện đại gì cả, mà chúng ta thấy với cái mô hình hoa văn rất là giá trị, cho nên là cái giá trị là giá trị nghệ thuật mà ngày xưa ông như ta để lại cho Huế ngày hôm nay. Và bây giờ đây có hai cái nhà hai bên này, có tên là Tạ Vũ và Hữu Vũ. Nơi này ngày xưa thì cả quan văn võ chuẩn bị trang phục trước lúc làm lễ với nhà vua ở cái điện này, và xong công việc họ vẫn trở ra ngoài ngay thì không được ở lại ở trong điện này. Đây thật ra hiện nay cái nhà bên đây là có một dịch vụ giống như ngang có mình ở Lăng Từ Đức vậy, tức là làm vua hoàng hậu của Đức Mẹ Vàng. Ở toàn bộ khu vực này là đây là nơi thờ cả, nơi thờ gọi là điện thờ. Thì bên nhà mình gọi nhà này gọi là nhà thân trù. Nhà thân trù này là nhà bếp, nhưng không phải bếp nấu ăn đâu mà nhà thờ thân bếp. Nhưng bây giờ mình có cái lục lễ là thờ tạo quân ở trong nhà. Thì ngày xưa là thờ cái thân ở đây, là nhà thờ thân riêng. Còn bên đây cũng có một cái nhà thờ, đó là thờ bố của vị vua đâu chưa, đó là bố của ông Gia Long ở trong này. Còn trước đây là thế miếu, là nơi thờ các vị vua, mình sẽ vào trong này tham quan là điểm chính. Còn bên đây là nhà này là thổ địa, gọi là thờ thân đất ở đây. Cây này là được trồng vào năm 1822, bây giờ cũng là 200 năm rồi. Và cây này được trồng vào thời vua thứ hai ở Long Minh Mạng. Vì khi mà xây cái nhà này xong thì ông cho mua cái bên Nhật được uống cái hình rồng từ cho vua của nhà vua. Cái thân cây này giống như vải rồng vậy, giống như nhìn là cây này giống như rồng, giống như cái rồng. Và do cái thời gian lâu ngày cho nên trung tâm làm thủy gian giải các cái kiến cổ để chống đợi cây này. Và hàng năm luôn luôn có đội ngũ của cây cảnh, những người chuyên môn về cái cảnh á, là người ta tỉa cái này và dàn dựng và chống đợi cái này để bảo quản cái này để sống cái này hôm nay. Nhưng mà cái này được chăm rất là kỹ lưỡng, được chăm làm dạ từ năm 1822 đến nay. Tòa nhà này có tên là Hiệp Lâm Cát. Hiện Lâm Cát là nơi ghi nhớ truy tôn công trào của các vị vua được thờ trong này. Và hiện nay đây là tòa nhà cao nhất so với tất cả các công trình trong khu vực chúng ta tham quan. Cho nên chúng ta thấy bây giờ này, ở trong kinh thành Huế dân chúng sống rất là đông, nhưng tuyệt đối không có nhà nào được đặt xây cao như này. Trong thành nội thì có nhà hát tượng không? Đúng rồi. Nhà chỉ cao đã được chỉ cả vào đến nay chị biết, bởi vì cái quy hoạch của chính quyền ở đấy á, của nhà nước ở đấy á, là ai mua nhà cửa ở trong này là vẫn hợp thức hóa, có thể đỏ thẻ hồng hẳn hoi nếu như đất hợp thức hóa, nhưng nếu như xây nhà đổ cái mé thứ ba lên là chính quyền vào đập lập biên bản đập ngay, cho nên là phải theo quy tắc ở trong này muốn ở nhà cao tầng là phải qua bên bờ nam, và ra ngoài thằng này để bên bắc được ở ngoài thằng. Còn trong thăm này thì nhà cả ở thăm này cũng nhà nhà được 2 tầng thôi. Tức là không được cao như thế này, tập trung nhà 13 mét thì không chỉ có mình chỉ được lên 1 mét thôi. Đúng rồi, đây đúng thì đúng. Dù có mà anh có xin sỏ chính quyền, có đuôi lọc thì cũng nhanh nhanh tăng được. Đúng rồi. Để cho phá xa, thì đây là nhà 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 cục cổ nhất. Bạn xuyên suốt từ tầng 1 lên tầng 3 được làm bằng gỗ lim. Đây là toàn bộ nguyên cả. Ngày xưa là được leo lên. Dạ, nhưng bây giờ người ta cho lên đó. Ngày xưa mình đã lên. Dạ. Nó cũng ngang vị trí này là mình chấm dứt tham quan.